Hello, xin chào tất cả các bạn. Và lúc nãy thì mình có chạy đi công việc một chút, nhưng mà bây giờ mình vừa về thì mình sẽ cập nhật thêm trước khi mình đóng máy. Thì ở đây như sáng nay mình như như cái lúc trước mình có nói ấy, thì cơ bản nó sẽ đập về đây, đúng không ạ? Đập về đây. Thì y là nó đập về đây xong nó bứt phá lên trên vùng này và cơ bản các bạn thấy có một thanh đánh lên này xong một thanh đỏ. Thì bây giờ cái thanh này nó đang hơi yếu, nếu mà nó đánh như này ấy thì mình không biết được, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là nó có thể về lên trên này, ít nhất là lên trên này. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Đấu Trường Phái Sinh. Nếu như các bạn có xem video ngày hôm qua của mình hoặc là ngày hôm kia của mình ấy, hôm qua thì các bạn sẽ nhận thấy là mình có nhận định là thị trường nó có thể đánh lên đến tiết cái điểm trên này, đúng không ạ? Nếu mà bạn nào mà chưa xem thì các bạn xem lại nhé. Xem lại là vì sao mà mình có cái nhận định như thế. Thì mình có nhận định là nó sẽ về đến trên này. Thì cơ bản là bây giờ nó đang về đến cái vùng này rồi. Đây các bạn nhìn nhé. Đang về đẹp, đúng không ạ? Bây giờ ta chờ về 5 phút để xem cho dễ này. Đây. Hôm qua mình có nhận định là khi mà nó bắn qua được cái vùng này và nó đánh lên trên được này thì nó sẽ có cơ hội. Nghĩa là có cơ hội để có thể lên được tiết trên này. Thì cơ bản là bây giờ các bạn đang nhìn thấy nó đang đập vào một cái điểm vùng cản trên này. Và vùng cản này là vùng cản mà mình nói là nó khá lớn. Nhưng mình nghĩ đây, hôm trước mình chọn cho một cái vùng tầm này. Dạ. Cái vùng cản lớn nhất sẽ là tầm này. Thì cái suy đoán của mình hiện giờ ấy, cái phân tích của mình ấy là cơ bản mình nghĩ thôi, hôm nay có thể nó sẽ đánh lên được đến tầm 1252 tầm này đó. Tuy nhiên đấy là dự đoán của mình thôi nhé, nó cũng có thể quay ngược ở ngay cái vùng này luôn, tại vì đây là một vùng, mình có nói các bạn là một vùng, chúng ta tính theo vùng chứ không phải là một điểm, cho nên trong cái vùng vận động này mình cho nó vài điểm nó vận động, đúng không ạ? Thì có thể nó quay ở đây luôn, nhưng mà nếu như mà nó đánh lên đây được mà đủ khỏe thì hoàn toàn có thể tông qua chỗ này được đó. Như vậy là chúng ta tính hai chiều xem nhé. Thứ nhất là nếu mà tăng thì người ta đang thấy có một cái điểm cản ở đây rồi, đúng không ạ? Đây. Điểm cản là vùng đáy của cái vùng cản này. Tức nghĩa là đây là điểm khởi đầu. Và đây là cái vùng đỉnh trên này. Đấy, cái vùng này sẽ là một cái vùng cản của cái nhịp long này. Thì một là nó đến đây và bây giờ nó sẽ quay xuống. Đấy chưa ạ? Thứ hai là mình nghĩ nó sẽ quay xuống kịch lần nó về tầm này thôi, 1244 này thôi, xong nó sẽ lại lấy đà và đi lên tiếp đó. Đó là cái suy luận của mình. Còn nếu như nó đánh phá qua vùng này thì hẳn là cơ hội nó sẽ về đến, khả năng cao là nó sẽ về đến dưới này, cái vùng đấy nha các bạn nhé. Cái vùng thôi thì nó không hẳn chính xác từng điểm một, đúng không ạ? Đó. Thì hôm qua sau khi chốt lời ở tầm hôm qua nó sẽ là mình không chốt lời được đến 42, 43 đâu, hôm qua mình chốt lời tầm 40 thôi. Thì cái lúc chiều tối ấy, mình có vào là một lệnh qua đêm, thì các bạn nhìn là mình vào từ 1239.8. Mình vào một lệnh qua đêm ở đây. Thì đến bây giờ là nó đang lãi từ tầm 740 rồi, 700 mấy rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình sẽ phải theo dõi thêm cái nhịp này nó sẽ đi như nào. Nhưng mà những cái nhận định của mình ấy là có thể nó đánh đến cái vùng này. Và trong phiên hôm nay nếu như là một nhịp long đẹp thì nó sẽ tạm dừng ở cái vùng này. Đó, cái vùng này. Còn nếu như thị trường thực sự mạnh thì hoàn toàn khả năng nó đánh phá lên, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn nhé. Nó hơi nghiêng nghiêng xiên xẹo tí nhưng mà thôi, tính vùng người ta cứ tính như nó. Đây. Mình căn là nó đến đúng cái đáy của cái đằng này luôn, đúng không ạ? Đây cái nhịp này là thằng đỉnh thằng này đây. Như vậy là hoàn toàn có thể nó còn đáng lên được một chút nữa. Chúng ta cứ chờ xem như nào. Còn nếu mà nó xuống thì cái nhịp xuống đầu tiên này, mình tính cho nó về cái vùng này đi. Đây. Tầm 42 nhé. Nếu mà nó có thể xuống cái con số 42 này là số số gì mà thực sự nó có duyên quá, đúng không ạ? Còn hôm nay mạnh mẽ thì lên 52. 52, 53 hoàn toàn có thể đấy các bạn. Chúng ta cứ chờ xem. Còn hai điểm cản trên đầu này.
còn hai điểm cản trên đầu này đó, đó là cơ bản cách phân tích của mình. Thì nếu mà nhịp xuống đây mà nó khỏe nữa thì nếu mà nhịp xuống thì thậm chí nó bay về đến điểm ngang này đấy thôi, cái vùng đấy, tầm cái vùng đấy. Còn lại thì bây giờ ta sẽ theo dõi thêm. Thật ra hôm nay đang đánh, nếu mà để bảo là mình sẽ chốt lời thì mình vẫn đang rất là muốn căn nó lên được 1252, nghĩa là lên cái vùng đỉnh chóp của thằng này bên này, gần chóp thằng bên này, nó chưa đến chóp đâu, nó mới gần đây, chóp đỉnh của nó là 53 54 liền đó. Thì mục tiêu của mình là cố gắng chờ nó lên được khoảng 5 điểm nữa. Còn nếu như mà nó quay về và mình thấy cái lực quay về nó không ổn thì mình chấp nhận là mình sẽ phải ăn lại ít và sẽ phải chốt một chút ở tầm dưới này. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ xem một chút thôi. Nhưng với cái đà đi như thế này thì nói chung là cơ hội để chúng ta có lãi thì nó đây, tất nhiên là đang có rồi đúng không ạ? Giả sử nó có về sâu nhất thì mình nghĩ là cái vùng này là vùng sâu nhất của nó có thể về trong phiên ngày hôm nay này. Đó. Còn đến đây các bạn ý đến cái vùng chân kim này. Cái vùng chân kim này kiểu gì nó cũng vận động đúng không ạ? Thì có thể nó đánh về đây đó, hoặc là nó đánh sâu về tít đầu thằng này, thậm chí đánh tít về đây. Sau lúc đây nó mới quay lên thì đẹp. Còn hoàn toàn có khả năng nó đánh phá xuống luôn các bạn nhé. Đấy, đặc biệt là những nhịp lên như này. Gọi là lên gì ạ? Lấy đà thì người ta đánh phá xuống hoàn toàn có. Đó. Tuy nhiên thì mình không không phải sợ, mình cứ chủ động hai đầu là được. Trong quá trình giao dịch quan trọng nhất là mình cứ chủ động hai đầu là được. Đặc biệt là khi mình đang có lãi như này rồi thì mình cũng sẽ dễ để mình kiểm soát hơn rất là nhiều số việc là mình đang bị lỗ. Đúng không ạ? Bây giờ là 10 rưỡi. 10 rưỡi thì hoàn toàn nó có thể đi ngang một thời gian đây. Sau đây nó bắt đầu đánh tiếp cái vùng này. Nào thầy sẽ cùng chờ xem nó sẽ đi như nào. Nói chung thì nó vẫn đang vận động ở cái vùng này thôi các bạn. Vẫn đang ở cái vùng này. Thì nó đang chạy biên trên đúng không nhỉ? Đây. Lấy ba chạm này. Lấy ba chạm này hoặc lấy hai chạm này. Để như này đi. Đang chạy biên trên mà đúng không ạ? Nó về đây tầm cái vùng này mà nó bật lên thì cũng có thể vào được. Mình nói là cũng có thể đấy nhé, nếu mà chúng ta muốn vào thêm lệnh đó để nó bật lên trên này. Mình nghĩ là nó cũng sẽ lại đánh lại lên trên này một chút. Nếu như nhá, nếu như thực sự là nhịp long thì ok, chắc chắn nó lên này đúng không ạ? Còn nếu như mà nó short thì nó cũng phải đánh lên đây một chút, chắc nó mới bắt đầu xuống. Thế thì mình cứ theo dõi thêm. Thì về cơ bản là mình cập nhật như này thôi, còn chắc là mình sẽ chốt ở trên điện thoại, tại vì bây giờ mình sẽ phải đi có việc một chút. Vì sáng nay mình có hôm qua mình có vào lệnh long qua đêm nên là sáng nay mình cập nhật cho các bạn thêm một chút thôi. Thật ra thì mình không không khuyến khích là chúng ta giữ lệnh qua đêm, hoặc là có thì ít thôi, ví dụ như mình thì để một lệnh thôi chẳng hạn. Đó. Thật ra thời điểm này mình cũng đang giao dịch khá là ít lệnh. Cái lý do cơ bản là
cái vùng này nó chưa rõ ràng để chúng ta có thể đi nhiều lệnh. Đây các bạn nhìn này, nó vẫn đang cái vùng này. Đấy. Nên là cái vùng này chúng ta nó rất là khó, nó rất là khó. Cho nên là chúng ta đi ít lệnh thôi thì nó sẽ ổn định hơn, có nghĩa là nó thoải mái hơn khi mà mình giao dịch. Còn càng đi nhiều lệnh thì áp lực nó càng lớn. Thì ok. Đó là mình sẽ cập nhật cái phiên giao dịch của mình thêm sau nếu như mà mình có thời gian. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và lúc nãy thì mình có chạy đi công việc một chút, nhưng mà bây giờ mình vừa về thì mình sẽ cập nhật thêm trước khi mình đóng máy. Thì ở đây như sáng nay mình như cái lúc trước mình có nói ấy, thì cơ bản nó sẽ đập về đây, đúng không ạ? Đập về đây. Thì y là nó đập về đây xong nó bứt phá lên trên vùng này, và cơ bản các bạn thấy có một thanh đánh lên này, xong một thanh đỏ. Thì bây giờ cái thanh này nó đang hơi yếu, nếu mà nó đánh như này ấy thì mình không biết được, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là nó có thể về lên trên này, ít nhất là lên trên này. Còn nếu thực sự phiên hôm nay khỏe thì cái này nó bứt phá lên trên này. Đó. Thì cơ bản là mình sẽ chờ xem là có thể được cái vùng biên lợi nhuận khoảng 1 triệu 2 gì đấy hay không. Còn nếu mà không thì có thể mình sẽ cân nhắc, mình sẽ chốt lời sớm ở từng vùng dưới này. Khi mà nó đã lên cao như này rồi ấy, thì cái nguy cơ nếu như mà nó xuống thì nó lại càng xuống mạnh, các bạn nhớ nhé. Cho nên là một là nó đẩy lên thật mạnh, hai là nếu mà nó xuống thì cũng có hoàn toàn có nguy cơ là nó xuống mạnh. Đấy, cho nên là mình sẽ phải tính cả hai chiều. Cái vấn đề quan trọng nhất là khi mình phân tích ấy, thì cố gắng là mình theo dõi cả hai chiều, mình đưa ra những cái nhận định cho cả hai chiều và chuẩn bị tất cả kịch bản cho cả hai chiều. Đó là cách mà nó dễ giúp chúng ta có thể tự tin hơn khi mà chúng ta giao dịch. Thì cơ bản là mình sẽ dừng video ở đây, tại vì lúc nãy mình chạy ra ngoài kia nhưng mà mình chưa tắt máy. Nhưng bây giờ thì mình đi có việc một chút. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thì nếu như lợi nhuận lên được 1 triệu 2, cơ bản là 1 triệu 2 thì mình sẽ chốt trong phiên ngày hôm nay. Còn nếu không, nó mà quay về quá cái vùng dưới này thì mình sẽ lại xử lý lệnh. Đó, đó cho là cơ bản giữ lợi nhuận được khoảng 600 nghìn là ít nhất. Còn nếu mà được thì sẽ gấp đôi chỗ đấy, khoảng 1 triệu 200 nghìn. Ok, cơ bản là như thế các bạn nhé. Đấy, nếu mà bạn nào xem đến đây rồi mà các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thêm các video tiếp theo của mình. Bye bye.